Tham danh hỏi: Kính thưa thầy, vào trang web của tu viện Chân Như, thấy hình của thầy Thông Lạc. Như vậy, thầy vẫn còn tham danh phải không? Chưa bỏ được tham phải không? Nếu nói là do học trò quản lý trang web, thầy không biết chuyện này, thì như vậy là thầy dung túng học trò làm điều sai phải không? Có nên bỏ hình ảnh của thầy trên trang web không? Như vậy mới là vô ngã theo lời Phật dạy phải không? Mới vào trang web đã thấy vẫn còn tham nên họ ngán ngẩm như bao vị thầy khác, như vậy có đúng không? Đáp. Kính thưa các bạn, để trả lời câu hỏi này, Nguyên Thanh xin mời các bạn hãy đọc Những lời Phật dạy tập 4 qua phần phụ bản. Các bạn sẽ đọc được những bức thư mà thầy Thông Lạc đã gửi cho các Phật tử miền Bắc và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin khi họ muốn in hình ảnh và tiểu sử của thầy thông lạc trong những trang đầu của bộ sách văn hóa phật giáo đường về xứ phật thì các bạn sẽ thấy rõ thầy thông lạc có tham danh hay không tham danh nói thật dù các bạn có biết rõ thầy thông lạc như thế nào nhưng các bạn không đủ duyên với thầy thông lạc thì sự ngán ngẩm của các bạn cũng không bao giờ hết phải không các bạn khi đã không có duyên tức là không có thiện cảm với người nào đó dù người đó có tốt bao nhiêu Thì các bạn cũng thấy người đó xấu Người đó không đúng Có đúng như vậy không các bạn? Trong câu hỏi của các bạn Có phần gốc ý Có nên bỏ hình ảnh của Thầy Trên trang web không? Như vậy mới là vô ngã Theo lời Phật dạy phải không? Thưa các bạn Gốc ý như vậy không đúng Vì hiện giờ có nhiều người Ở khắp các nước trên hành tinh này Cần muốn biết hình ảnh Thầy Thông Lạc như thế nào Mà dám cả gan bài bác đại thừa Và thiền tông như vậy giả lại người đương thời có đầy đủ phương tiện lưu giữ lại hình ảnh của thầy thông lạc mà không giữ được hình ảnh thì những thế hệ ngày mai sẽ trách móc những người đương thời với thầy thông lạc vì cảm thông với mọi người ở xa và trách nhiệm lịch sử của loài người nên chúng tôi cho lên trang web chân dung của thầy thích thông lạc thưa các bạn hiện giờ chúng ta muốn biết hình ảnh của một bậc vĩ nhân và ân nhân của nhân loại như đức phật thì làm sao với con mắt phàm phu của chúng ta thấy được Người đồng thời với Đức Phật không lưu giữ lại hình ảnh Phật thì ngày giờ này chúng ta có hối tiếc hay trách móc người xưa thì có ích lợi gì phải không các bạn? Cho nên hiện giờ trách nhiệm của người Phật tử là phải làm những điều này, còn riêng thầy Thông Lạc thì các bạn hãy đọc những bức tâm thư của thầy thì sẽ rõ, danh lợi đối với thầy như nước chảy qua cầu. Thưa các bạn, không phải vì bỏ hình ảnh thầy trên trang web mà thầy Thông Lạc vô ngã hiểu vô ngã như vậy là các bạn đã hiểu sai hiểu không đúng lời dạy của đức phật các bạn có biết không tâm ly dục ly ác pháp hay là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ là tâm vô ngã kinh sách là chiếc bè qua sông hỏi kính thưa thầy kinh sách là chiếc bè qua sông chánh pháp còn phải bỏ huống còn phi pháp Đáp Kính thưa các bạn, Nguyên Thanh xin giới thiệu cùng các bạn. Các bạn nên đọc tập sách thứ tư trong những lời Phật dạy. Thầy Thông Lạc có giảng về vấn đề kinh sách nói về giáo pháp của Đức Phật như chiếc bè qua sông. Lời dạy này có đúng là giáo pháp của Phật hay giáo pháp của ngoại đạo? Chiếc bè qua sông và ngón tay chỉ mặt trăng là những giáo pháp của tôn giáo nào? Tại sao trong kinh Nguyên Thủy lại có những câu này và nghĩa nó như thế nào? Có đúng như nghĩa trong kinh sách phát triển mà các tổ thường dạy không? Những điều này trong tập 4 đã giải nghi cho các bạn, nhưng các bạn là những người chịu ảnh hưởng của kinh sách phát triển quá sâu đậm, thì dù thầy thông lạc có giảng giải như thế nào để các bạn hiểu cho rõ ràng, nhưng các bạn cũng khó bỏ những tư tưởng đã chịu ảnh hưởng của kinh sách phát triển.